Tết sắp đến, xuân sắp về. Chắc hẳn trong lúc này đây thì trong lòng mỗi cán bộ nhân viên đều mong muốn được trở về nhà, được trở về quê để đón Tết, cũng như là chuẩn bị cho không khí của gia đình mình. Tại sao nói đến không khí Tết vui vẻ như vậy mà trông anh Tuân lại như có một chút tâm sự vậy ạ? Bởi vì chắc Thảo không biết, ngày xưa mỗi một lần khi mà anh chuẩn bị về quê ăn Tết, cái lúc mà anh vẫn còn là sinh viên ấy, thì rất mong muốn được trở về với gia đình để đoàn tụ. Tuy nhiên mỗi một lần như vậy thì cực kỳ vất vả. Tại sao vậy anh Tuân? Em biết không, mỗi một lần ra mua vé ở bến xe thì cực kỳ khó khăn bởi vì hết vé, thậm chí là còn bị chặt chém lên gấp 2, gấp 3 lần. Và khi mà mua được vé rồi thì người ta cho lên một chiếc xe 45 chỗ, nhưng em biết không, người ta lại nhét 70 người vào chiếc xe 45 chỗ đấy, trong khi mình còn phải xách theo bao nhiêu là hành lý về quê nữa. Wow, như vậy thì quả thật là tồi tệ. Em tưởng tượng là nó sẽ cực kỳ chật chội và mất an toàn như thế nào. Vâng, nhưng anh Tuân ơi, anh Tuân và mọi người đừng lo lắng bởi vì thông tin mà Thu Thảo mang đến ngay sau đây chắc chắn sẽ làm cho mọi người cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thông tin gì vậy? Nghe có vẻ rất hấp dẫn. Bà Thảo có thể chia sẻ cho anh với tất cả mọi người nghe được không? Vâng, chắc chắn rồi ạ. Và trong Tết năm nay thì chúng ta sẽ được trở về quê trên những chuyến xe vô cùng sạch sẽ, thoáng mát, an toàn và đặc biệt là sẽ không phải chen chúc và chúng ta sẽ cảm thấy gần gũi như chính xe gia đình của chúng mình vậy. Đó chính là chương trình do tập đoàn FLC tổ chức, FLC Bus, chuyến xe yêu thương về nhà đón Tết dành cho toàn bộ cán bộ nhân viên của tập đoàn FLC và các em học sinh trên địa bàn Hà Nội. Hai chuyến xe xuất phát vào lúc 18 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2017, tức 28 Tết, đi từ Hà Nội sân vận động Mỹ Đình tới Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng. Hai chuyến xe xuất phát vào lúc 18 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2017, tức 28 Tết, đi từ FLC Quy Nhơn tới Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa. Hai chuyến xe xuất phát vào lúc 18 giờ ngày 25 tháng 1 năm 2017, tức 28 Tết, đi từ FLC Quy Nhơn tới Phú Yên, Hồ Chí Minh. Một chuyến xe xuất phát vào lúc 7 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2017, tức 29 Tết, đi từ FLC Vĩnh Phúc tới sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa. Một chuyến xe xuất phát vào lúc 7 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2017, tức 29 Tết, từ Vĩnh Phúc đi sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình. Một chuyến xe xuất phát vào lúc 7 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2017, tức 29 Tết, đi từ Vĩnh Phúc tới sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh. Một chuyến xe xuất phát vào lúc 7 giờ ngày 26 tháng 1 năm 2017, tức 29 Tết, từ FLC Quảng Ninh đi Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hóa. Lưu ý, tổng số lượng 450 chỗ cho tất cả các tuyến đường. Các chuyến xe sẽ trả cán bộ nhân viên và sinh viên tại bến xe trung tâm thành phố các tỉnh. Áp dụng cho cả người thân của cán bộ nhân viên như vợ, chồng, con và của các sinh viên trên địa bàn Hà Nội.